làm kéo lên, làm bò bò mô hình hả? Máy hai thì quá. Chúng mấy cái gì? Đảo qua đó. Đang lấy chân gót. Cái chân quên để để lên xe. Cái này cô này chạy im nè. Bò bò mô hình. Độ nhẹ dữ vậy. Cái chân để lên xe không rồi. Cái này là cái bô đó. Cái này là cái bô cối. Ủa, cái này là cũng đôi luôn hay là chạy chơi? Cái này chắc chạy chơi. Mô hình chạy chơi. Cái cốt nó lên tới trên này thôi. Nhựa bộ điều khiển. Chuyển dịch nhẹ dữ rồi Vinh. Giống bo Acapulco. Này lái. Bánh lái này làm dày quá. Mỏng mặt trước. Xài lục giác không? Xài lục giác không nè. Xài tầm xài lục giác. Hình như là sáng giờ mình ướt thôi, mình nó khô kìa. Mày không kéo mình nãy giờ nó dở xuống qua rồi nè. Dạ. Điều khiển từ xa. Bạn thiền mình không? Bạn thiền mình không? Mấy chục chai không đổ đâu chạy. Cái này là ta đua mình nè.
bự tới vỏ nhỏ luôn. Thì là cuộc đua của các cái vỏ lớn nha các bạn. Vỏ này nè. Hôm nay mấy anh này đem lại đây chơi. Đua chơi thử. Cái chiếc này tốc độ tối đa nó được khoảng nhiêu vậy anh? Khoảng 70 km giờ. 70 km dạ. Chạy gì không? Cào chứ anh. Không thua gì cái vỏ bự. Động cơ 320. Chiếc vàng này lá xe đua với chiếc đó các bạn. Ờ muốn bỏ luôn. Đó, cái xe đó. 70. Thank you.
giật nổ rồi chơi nữa này. Hộp này là hộp bảo vệ được cái mít chơi rồi. Những cái máy bị ướt à. Oh,
dính vào mũ rồi. Mắc nguyên cái bọc thôi, chạy đi không đi được hả? Đi. Dính cái bọc rồi, chạy ghê. Dính lái. Rồi nước nhóc rồi.